cái vỏ điện thoại này xịn quá mày. Ủa màu tím luôn nè, cái này là đá thạch anh nha. Hình như là vàng ẩn thì có, cái này là cái lá vàng thiệt luôn á. Đây chính là chữ Đức, Nguyễn Thạch Đức. Ê Tuấn, mày thấy con chim cu không? Đâu? Đó, con chim đang đi đó. Đó thấy chưa? Cu hả? Đúng rồi, con đó là con chim cu á. Để tôi bắt con chim cu cho anh em xem. Ôi ôi ôi. Trời mới đi con cu nhảy lên nóc nhà rồi. Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi với anh Tuấn lại tiếp tục đang đi săn rác. Anh em biết sao không? Dạo này gần ngày Tết đó, ở công viên đó, người ta đang trang trí vườn hoa nhiều quá, tụi tôi không có đi quay được. Đúng rồi. Bởi vì tụi tôi mới chuyển địa bàn là đi vòng vòng ở trong mấy cái con phố, con hẻm như vậy nè. Nó mới có nhiều đồ cho mình lụm. Mà hai thằng chưa nắng đi bịt khẩu trang giống như là hai thằng đi ăn trộm ăn cướp vậy nha. Chết rồi, thắng lại. Vậy? Có rác là mày phải thắng lại chứ, mày chạy như vậy thì sao tao lâm rác. Trời ơi, cái cục gì? Ủa? Trời ơi, cái cục gì khổng lồ. Trời, đi cũng té. Trời ơi, cái cục gì khổng lồ luôn. Này như tên lửa anh. Đâu, để tao dắt ra tao bắn thử cho mày coi nha. What? Này như đầu đạn hạt nhân tên lửa. Đê, hành quân đê. Ôi trời ơi, ghê. Dân này lợi hại quá Tuấn. Để lên phân tích thử coi. Đó, phân tích im chạy. Má ơi, nó bự nè. Trời ơi, hồi nãy tôi nhìn sơ qua tôi tưởng là cái bút chì khổng lồ không à. Không ngờ cái này là đầu đạn nguyên tử hạt nhân. Ôi, còn mấy cái gai này nè, mình đem về để mình phơi đồ hay sao á. Thôi dạ. Ờ, có cái gai còn không, mình lấy mình tập vỏ luôn cũng được. Coi tập vỏ nè. Đây đây đây, dịnh cho, dịnh cho. Đó. Ây da. Ừ, bạn trai gì nữa. Thôi trả cho khổ chủ đi, chúng thôi cho ta gà tao quýnh chết vậy giờ. Ờ đúng rồi, để anh đi trả cho. Ừ, rồi trả đi anh trai. Ê, trả đây nè ông nội. Trả lên xe rồi bậy bạ, trả đi. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Mới lụm được chút xíu chưa chơi chân kêu trả rồi. Thôi đi. Trả đi, chúng thôi tao quýnh chết. Ông Tướng này bậy bạ không à. Đâu để gì giờ xét cái đường này. Ủa sao đây thấy tao phơi quần áo nhiều vậy Tướng? Đường mà anh đâu có quần áo luôn. Ôi trời, trời ơi. Trời ơi, nhiều đồ quá anh trời. Quá, quá trời đồ luôn. Trời ơi, ngay bãi rác luôn anh em ơi. Ê Tuấn, tắt xe xuống máy kiếm chị cho anh. Rồi vô nên chạy. Ủa, cái này là cái nắp gì vậy ta? Hình như cái nắp nồi phải không? Đúng rồi anh trời. Mà có cái đồ cài lại luôn nè. Ủa, mày làm cái gì vậy? Đeo găng tay vô cái anh trời. Thằng này clip nào nó cũng đeo găng tay hết trơn á. Trai luôn. Cô thấy tụi tôi lượm da trai, cô cũng vô cô lượm chung luôn. Thôi tạm biệt cô. Sao dạo này đồng nghiệp mình hoạt động mạnh quá vậy Tuấn? Đồng nghiệp mình là hoạt động mạnh tại Việt Nam hả? Ừ, chắc tại là gần Tết rồi nên hoạt động mạnh đó mà. Ôi, đây, đầu tiên là tôi lượm được một cái nắp nồi. Đó, để đây. Ủa, sao có bịch kẹo nổ ở đây nữa nè. Mình xé ra thử coi. Trời, ăn không? Thôi xé ra chơi thôi, giờ này ăn vô nó bị phỏng miệng sao? Ủa, không có cái đường xé. Đây. Trời. Đó. Đó, đây coi. Wow, chứ mà kẹo nổi này nó màu xanh, mà chế ra nó cũng màu xanh luôn. Được. Ê Tuấn, kiếm mấy đứa này nói mình chế thử coi Tuấn. Yeah. Nước à? Ủa ở đây có nước không? Không có nước. Ủa không có nước thì thôi, bây giờ mình lấy coi mấy cái chai này cái nào có nước nè. À đây. Bỏ vô đây anh trai. Wow, cái chai này là aceton để rửa nước móng tay nha. Ủa? À, chưa mở nắp ra gì chứ. Đó. Trời. Ủa sao nó không nổ? Không biết. Kìa kìa, nó kêu kìa. Đó nghe. Ê, con chân ướt đổ dưới đây sao mày? Ê, trời ơi, chai aceton nó có axit đúng không anh? Đúng rồi, chai aceton này có axit để nó tự khử sơn á. Nên bởi vì chế vô tôi nghĩ là do cái axit nó làm cho cái hạt nổ nó không có nổ được á. Mọi người nhiều quá. Gì? Ghế ra đi. Ủa? Cái này là đồ gì của người ta chứ có mấy cái bàn chải ghê vậy? Rồi có thuốc gì nữa nè. Ý, tôi lượm ở đây thêm một con siêu nhân nhưng mà bị mất hai cánh tay rồi. Vậy anh này là thuộc loại là siêu nhân mà bị liệt sĩ rồi. Liệt sĩ hả? Ờ, bị gãy tay rồi nè. Bên trái thuốc vậy? Ủa? Sao có thẻ ngân hàng nữa nè Tuấn? Đâu. Trời, thẻ ngân hàng của chị Vũ Thị Thu Hoài. Thu Hoài. Này là thẻ của Sinda Chặt Tơ nghe. Ôi, này nó thẻ này làm kỹ quá anh trai. Đâu mày lượm cái giấy này ra thử coi. Đâu anh trai có móng gỡ anh trai. Đó. Cái thẻ này là của ngân hàng Sinda Chặt Tơ á, là ngân hàng của Anh Quốc á. Không, ABC. Ủa gì hả? ACB. Trời ơi, nãy tưởng lộn không à. Ủa? Hết rồi. Cái cục này là biết cục này là cục gì không? Rubik. Yes. Ủa, còn cái này là cái gì vậy? Này giống cái bàn bấm vậy. Cái bàn bấm máy vi tính nè. Nhưng mà nó bị mất cái nút ở dưới rồi. Thôi, ê, cái này là cái gì vậy? Ủa, cái này là cái gì lão vậy? Không biết. À, cái gì coi đi làm men sống enterovirus. À, cái này để bổ sung lợi khuẩn. Giống Yakult không ta? Trời ơi, mày đừng có chết cái tầm mày. Cái này là lợi khuẩn cho mấy người mà bị yếu định bao tử, người ta uống vô đó. Ủa vậy hả? Ủa, còn cái này là cái gì vậy? Nắp gì anh trai ơi? Bằng cao su nha. Ui, thì ghê quá vậy. Ủa, có mấy cây bằng chải luôn. Cây đó là như cây đánh phấn á. Ủa, có con khủng long nè. Ủa,
dễ thương vậy? Uống khủng long nè, ở trên lai cam, ở dưới lai hồng hả anh trai? Ngộ ta. Ôi, còn cái này là cái gì vậy? Cái gì hả? Ủa con gì vậy? Ê, như cái này bẻ được á. À, cái con này giống như là cái con thú cho nó đang cặp xà đơn, người ta cặp người ta sẽ xoay qua xoay lại vậy nè. Đó nè. Chứ cho nó đang cặp xà đơn mà. Anh trai này thuốc thang nhiều quá anh trai. Ê, anh lượm được một cái đĩa của anh Thành Long nè. Mày biết chú Thành Long không? Biết. Trời ơi, chú Thành Long là giỏi võ thuật lắm nha. Đó là fan hâm mộ của tôi một thời lúc tôi còn nhỏ đó. Cứ mỗi lần mà tôi thấy có phim của chú là tôi vô tôi coi, cái tôi bắt chước tôi quýt võ theo. Đây. Kể về thám tử lượng danh Be Na Trang Thành Long trong một cuộc chi tìm cô gái Sa Ma Pha Phạm Băng Băng. Trời có Phạm Băng Băng đóng nữa. Trời Phạm Băng Băng bây giờ nổi tiếng lắm, hồi xưa là bà đóng trong phim Công Chúa Hoàng Châu Trong Các Cách đó. Ơi cái phim này tên là Tẩu Thoát Quặng Mục, vậy là anh Thành Long chắc anh cũng đã thoát ra khỏi rồi. Ôi đâu mở đĩa coi coi. Trời có đĩa luôn. Ủa sao có đĩa mà người ta không coi gì mà ta bỏ gì ta? Thì chắc người ta chán rồi anh. Trời cái đĩa này là còn nguyên si luôn nha. Mà cái đĩa này là đĩa hệ DVD á, là cái đĩa này là đĩa chất lượng cao nha mày, chứ không phải là đĩa CD hay VCD đâu. Hồi đó của em là mấy trong cái đĩa này là nó chất lượng cao nha. Còn mấy cái đĩa của em là chỉ bỏ bọc thôi. Thôi bỏ vô đi, cất vô đi, đem cái đĩa này về coi được á. Cất vô. Thêm một con khủng long nữa nè. Nhưng mà cái con khủng long mày là đang há miệng ra. Dạ. Bây giờ mày kiếm cái gì mày cho nó ăn đi. Cho nó uống nước kìa. Đâu nước đâu. Nước này nè. Nước này sao nè. Cái này phải có đồ cắt anh ơi. Dạ. Vậy cho nó uống nước này đi. Này là gì vậy? Ai biết, chế vô miệng đó. Này kem. Ủa, anh Tuấn đang cho con khủng long uống nước nha. Sao thấy gì? Dạng kem. Trời ơi, lại uống nước cũng không xong nữa. Thôi hẹn cho nó uống vậy đi. Trời cho khủng long uống vậy. Ôi. Trời xe bolit nè. Wow, bolit. Ê, có đèn gì không ta? Ồ, có pin nè, có pin không? Ủa, không có pin. Đúng rồi, thường đồ chơi mà người ta bỏ rồi người ta sẽ phải tháo pin ra chứ tận bên pin xuống có được. Ôi ơi, xuống vào đây đi, nắng quá Tuấn ơi. Ôi, cái gì vậy? Trời, nguyên bao đồ chơi luôn. Thôi, bây giờ tôi với anh Tuấn phải đi kiếm cho đầu mát tôi đổ ra đi review tiếp cho anh em xem chứ ngồi đây nó thúi quá. Đây, tôi với anh Tuấn phát hiện ra cái chỗ này rất là mát mẻ mùa hè luôn, rất là thích hợp cho hai anh em tôi ngồi review đống rác. Thôi, đổ ra đây đi. Ôi, wow, công nhận cái bộ đồ chơi hồi nãy nhiều đồ ghê luôn á. Nhỏ tiếng thôi, ta đang ngủ phải không? Tại có người nhìn mình nữa kìa. Vậy thôi, nói nhỏ xíu. Tại vì mấy bữa tôi đó ở công viên tôi nói chuyện quen rồi. Trời, cái cưa. Ủa cái này cái cưa được không? Nghĩ sao cưa được em vậy anh trai? Ý, anh phát hiện ra trong cái bãi rác này có một cái con Minion. Cái con Minion này nó đang học võ cung phu nè, thấy nó bận đồ không? Ui mà con này còn nguyên quản luôn ha. Con này còn mới tanh nè, bây giờ mình đem về mình rửa sạch sẽ nó lại là hơi bị đẹp luôn. Chưng lên đẹp. Minion. Ê, ủa cái này là chiếc đồ máy tính mà. Ôi hay vậy, đâu mình xài thử coi. Như giờ đó 180 đi, bấm tính tiền. Ủa bấm nút này là nó ra hả? Đúng rồi. Tính tiền là ra để mình thối tiền lại cho người ta đó. Trời ơi, sao có con búp bê ghê quá vậy, nó đang sexy nữa nè. Quần áo của nó đâu, chắc ai không bỏ vô anh ta. Trời, cái vỏ điện thoại này xịn quá mày. Ôi màu tím luôn nè, cái này là đá thạch anh nha. Ủa dạ. Đúng rồi, cái đá này theo như tôi được biết là nó sẽ thu hút năng lượng ngoài vũ trụ vô, là nó sẽ mang năng lượng tích cực, nó sẽ giúp mình trị bệnh sống lâu trăm tuổi. Cái gì nó như vậy miếng nha mình. Không thấy. Hình như là vàng ẩn thiệt đó, cái này là cái lá vàng thiệt luôn á. Trời đem về gỡ ra. Gỡ ra chi, để nó vậy luôn cho có giá trị, gầy gắn điện thoại cho tao vô. Dạ hả? Trời cái cục mày xoay được này Tuấn. Ừ. Ý bật cái luôn nè. Tao em xài thử đi. Alo coi. Alo, anh Bình Con phải không ạ? Em lại minh mạnh đi, dạo này anh có phải không mẹ? Để nó cho tao đi. Trời lại tiếp tục, hôm nay tôi lại lượm được thêm đồ trang điểm nữa. Cái cây này là cây gì vậy? Ủa sao giống giết mực quá vậy? Đâu phải đâu. À cây này. Ơi, giết mực. Sao mày vẽ lên chiếc xe của tao vậy? Trời ơi. Wow, cây giết này lợi hại quá cho anh em. Để tôi thử chút xíu đây. Bây giờ tôi sẽ viết chữ tên của tôi bằng tiếng Tàu cho anh em xem. Đó, anh em thấy không? Đây chính là chữ Đức. Chính là tên tiếng Hoa của tôi đó. Đẹp không? Ủa, anh biết viết tiếng Hoa mà, mày không biết hả? Đây, bây giờ tôi sẽ viết tên của tôi luôn. Đây là Nguyễn. Đó, đây là chữ Nguyễn nha anh em. Đó, còn chữ Thạc đây. Nguyễn Thạc Đức. Đều khoái liền. Chữ Đức đẹp.
Trời ơi, tôi giết hơi bị ngầu luôn mà. Tại tôi không giết hơi bây giờ cất cái cây này vô. Cây này là tôi biết cây gì rồi. Vẽ lông mày. Ê, để em trang điểm cho anh Thành Long của em cái. Hả? Đâu mà trang điểm sao? Anh Thành Long phải có râu xíu này, râu ít quá. Hai con mắt anh phải tô đen đi. Nhìn trời, cho nó dữ. Mà làm gì phim ma như phim gió thuật của người ta mà. Thành Long có râu. Tao chưa chụp ảnh bìa mà mày phá gì rồi sao tao chụp. Trời ơi. Anh em để ý nha, hôm nay cái bịch rác này là tụi tôi lượm được mấy cái ốp điện thoại luôn. Đây, đây là một cái. Trời, trời, cái này sáng quá vậy mày. Ôi, cái gì? Tấn trời. Lại trời. Chứ mày không phải là Tấn Khỉ hả? Bây giờ tôi sẽ đỉnh cao cho anh em coi đây một cái ốp. Mấy ốp này là của chị em phụ nữ nè, nên nó mới có tìm tiếng nhiều như vậy nè. Đó, trời. Đây một cái ốp đá thạch anh nè. Đó, còn thêm cái ốp. Chà, ốp này cho mấy ông chị chú bác cầm vậy nên. Không, cái ốp này cũng cùng hãng với cái này luôn nè. Đây là ba cái khung giống nhau nè, thấy không? Đó, nhưng mà cái loại này á thì nó có thể nó mở nắp ra vô được để nó bảo vệ màn hình. Cảm thấy ốp này đẹp chứ anh ta? Hình như cái này á là Galaxy Note 9. Ôi, còn cái này là cái gì ta? Cái này giống như cái mặt của cái đồng hồ của ta. Nhìn không ra. Trời, đây, hôm nay tôi lộn được một chiếc xe vượt địa hình luôn. Mà cái bánh của nó là nó vượt lên trên cái mặt của nó luôn rồi. Mấy chiếc này nè anh, em biết á. Mấy chiếc này kiểu à, chơi nó chạy nó. Cái nó ừ đúng rồi, nó làm vậy luôn nè. Nó biểu diễn vậy luôn á. À, nó bị đụng, nó bị lật xe ra là nó sẽ xoay cái bánh, nó lật xe rồi, lại. Rồi, đẹp lắm. Đó. Mấy chiếc này hồi đó em mơ ước mà không có. Trời, bây giờ mày mới đi mua về mày chơi đi. Ok anh em, để hôm nay tôi tổng kết lại coi hôm nay tôi lượm được cái gì nha. Đó, bây giờ tôi sắp ra coi. Đây, hôm nay lượm được một cái tai nghe, một Annabelle. Hả? Một Annabelle ở trần ở chuồng, đầu tóc thì bù xù, chưa chịu gọi. Minion. Một Minion còn nguyên si luôn. Một ba cái ốp điện thoại, chiếc xe cảnh sát đó, cái mẫu cảnh sát này là của bên Mỹ nha. À, chiếc phi thuyền chiến thuật. Cái này là phi thuyền hả mày? Sao tao thấy giống như cái thao giặt đồ vậy ta? Phi thuyền chạy như gạt cực. Ủa này sao mở? À, mở luôn. Ủa trời, mày mở gì hư đồ rồi. Ủa sao điện đớm vậy? Để đi. Còn anh siêu nhân là nãy giờ mày không review. Tôi nhớ siêu nhân là có màu đỏ, màu vàng, màu trắng, màu cam. Mà sao anh này nó lại màu xám? Đâu có màu xám đâu ta. Siêu nhân giống như siêu nhân cọp. Nhưng mà tao nhớ là siêu nhân không có cái màu xám. Ủa vậy hả? Chắc ảnh là ác quỷ rồi. Rồi, cho lên thuyền nằm đi. À, đây một đĩa thành. Đây một đĩa phim Thành Long nha. Một con khủng long. Hai cái bánh pizza bằng nhựa. Yeah. Một cái mascara. Còn cái này là cái gì? Cái này giống cái mascara luôn quá anh trai ơi. Cái này cũng là cái viết vẽ lông mày luôn ông nội ơi. Cái mascara hoài. Cái này là cái gì? Hả? Này chắc cây son quá. Cây này mới là mascara nè. Mày không có am hiểu gì hết trơn. Ai biết cái này. Rồi ok, đây là những cái bộ cá đồ cá ngựa linh tinh đây. Hôm nay tôi làm được thêm một cái cây cưa này rất là hài hước luôn. ATM của chị Vũ Thị Thu Hoài. Ok anh em, hôm nay là tôi thích nhất đó, đó chính là cái máy tính tiền này đây. Đó, bây giờ chỉ cần tính tiền xong bấm nút là nó sẽ văng ra. Đó, rất là đã luôn. Đó, để đây. Và hôm nay nha, tôi phát hiện được một cái vũ khí hạt nhân, đó chính là một cái cây súng hồi nãy, nhưng mà có tiếc cái là nó quá bự và nó quá nặng, tôi không thể nào đem về được. Ủa mày làm gì vậy? Trời ơi, đem trang điểm cho chị cái. What? Mày bận áo cho chị hả? Nè, là bận áo cái chứ sao chiên. Sao anh đánh em? Anh có đánh em đâu, là đạo đức đánh em đi chứ. Ok anh em, vậy thì tôi cũng xin kết thúc clip ở đây luôn. Hẹn gặp lại anh em trong những clip giật khác tiếp theo của team Đức Giờ Vlog. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em, bye bye. Anh em nhớ đón xem những clip khác tiếp theo của tôi nghe.